trong số những cái ca mà nội soi á thì bắt đầu đã thấy những cái ca mà nghi ngờ là ung thư có những chuyện á mình không biết nên vui hay nên buồn nữa vui á bởi vì những cái chia sẻ của mình á là được mọi người quan tâm và chịu đi nội soi để đầm tầm soát ung thư vòm buồn á là bởi vì trong số những cái ca mà nội soi á thì bắt đầu đã thấy những cái ca mà nghi ngờ là ung thư như trong trường hợp của một bạn nữ mới có 20 tuổi thôi. Bạn đến khám bởi vì là hay chảy máu mũi một bên ha. Bạn tưởng là bạn bị viêm son nha. Thế là bạn chỉ đến mà muốn là hút rửa son thôi. Hỏi ra mới thấy là cái triệu chứng mà chảy máu mũi này đã có là từ khi bắt đầu dịch rồi. Là đã có cái chảy máu mũi này rồi. Nhưng là bệnh nhân tưởng là chỉ là cái viêm mũi dị ứng. Ngồi lâu lâu hỉ mũi nhảy mũi nó ra máu thôi đi khám nhiều chỗ nhưng mà chưa có ai cầm cái ống soi lên để soi vô cái lỗ mũi của bạn này xem là cái chảy máu mũi này là do cái gì thì hôm nay mình soi vô mình thấy có nguyên một cái khói sùi ngay cái sàn ngay cái khe dưới mũi khi mình đưa ống hút giờ mình hút nhẹ thì nó chảy máu rất là nhiều nếu mà nhìn trên nội soi thôi á thì mình đánh giá khả năng rất là cao có khả năng là một khối u ác tính thì trong trường hợp này thì mình sẽ bấm sinh thiết một miếng nhỏ trên cái khối u này mình đi làm giải phẫu bệnh để xem là có phải là ung thư hay là không ha. Nhưng mà bác sĩ cũng rất là mong là cái phán đoán của mình là sai bởi vì bạn nhỏ này mới có 20 tuổi thôi. Cho nên là mong mọi người ha, nếu mà chúng ta có những cái triệu chứng nhỏ lớn như thế nào mình nên khám đúng bác sĩ chuyên khoa ha để được tư vấn chính xác chúng ta không cần lạm dụng nội soi mỗi người nên ít nhất là nội soi mũi nội soi họng nội soi tai một năm một lần thôi